Diều sẽ cứu bạn một ngày nào đó, cùng Yêu Lưu xem nhé. Loài dạng này là ấu trùng của ruồi trâu, tên khoa học là Dermatovia hominis. Chúng có thể sống ký sinh trên cơ thể người và động vật. Trứng ruồi trâu có thể bám vào cơ thể thông qua các loài trung gian như giận, muỗi. Nhiệt ấm của da giúp trứng nở thành ấu trùng. Nhờ có khả năng hô hấp bằng đuôi, nên phần đầu của chúng có thể thoải mái bám sâu vào da thịt để ăn mô, hút chất lỏng từ cơ thể vật chủ. Khi bị ruồi trâu cắn, bạn cần ngay lập tức rửa vết thương bằng xà phòng và nước muối. Để đối phó với loài này, nên thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ chuồng trại của vật nuôi. Ruồi trâu rất ưa môi trường rậm rạp ẩm thấp, nên cần loại bỏ các vùng nước động, cắt tỉa vườn nhà khô thoáng. Tránh sử dụng quần áo màu tối khi đi vào khu vực có ruồi trâu, vì sẽ thu hút bọn chúng tấn công bạn. Thay vào đó nên mặc quần áo dài tay sáng màu.